Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 7. Nội dung chương trình kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay. Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo đến các phóng viên báo chí về những kết quả nổi bật của kỳ họp lần thứ nhất diễn ra vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, đồng thời thông tin về những nội dung chính sẽ có trong kỳ họp thứ hai. Theo đó, kỳ họp thứ hai sẽ nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiều báo cáo quan trọng khác. Thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều vấn đề như chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư công trung hạn, bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất. Kỳ họp thứ hai cũng sẽ thông qua báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo của các cơ quan liên quan. Đối với việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sẽ chuyển sang các hình thức khác phù hợp với các quy tắc phòng dịch. Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2021 và được tường thuật trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế.